sâu 83 trận động đất chỉ trong tháng 7. Theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào sáng ngày 1 tháng 8, chỉ trong tháng 7 năm 2024, Việt Nam đã xảy ra 83 trận động đất, trong đó chỉ riêng ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 82 trận. 4 giờ 12 phút sáng nay ngày 1 tháng 8, huyện Kon Tum lại tiếp tục xảy ra một trận động đất nữa. Trong 83 trận động đất diễn ra vào tháng 7, cường độ rung chấn mạnh nhất là trận diễn ra vào 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7. Theo thông tin sơ bộ, trận động đất có độ lớn 5.0 này đã gây ra một số thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong khu vực huyện Kon Plong. Dư chấn ảnh hưởng đến các vùng lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các trận động đất xảy ra ở huyện Kon Plong trong thời gian qua gọi là động đất kích thích. Hiện tượng này xảy ra theo chu kỳ, có lúc động đất xảy ra dồn dập, có lúc yên tĩnh hơn, tùy vào quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Viện Vật lý Địa cầu dự đoán động đất ở Kon Tum sẽ còn tiếp diễn và gây ảnh hưởng đến ở khu vực đông dân cư và công trình trọng điểm, nhất là vùng tâm chấn.